Bữa trước anh có làm một cái video chia sẻ cách chạy quảng cáo của một cái shop có doanh thu 8 tỷ một tháng như thế nào. Và có một cái chị và comment nói là doanh thu to thì mới chạy quảng cáo thôi, còn những shop nhỏ như mình đó, đó là một niềm mơ ước. Như vậy có đúng hay không? Và nếu mà shop nhỏ thì chúng ta có thể chạy quảng cáo được hiệu quả theo cách của shop nhỏ hay không? Thì mọi người cùng theo dõi video này nha. Ví dụ thực tế luôn chứ không nói suông nha. Đây là một cái bạn học viên bên Năng Hỗ Trợ, bạn này bán về thời trang, đây là kênh và shop của bạn này. Nói chung là cũng là shop nhỏ thôi, bán về thời trang với đồ bộ này kia. Trước khi bạn này chạy quảng cáo á, thì cái kênh bạn này đơn hàng rất là đạt, nhưng mà sau khi bạn này biết chạy quảng cáo rồi á thì đơn hàng trung bình là hơn 100 đơn mỗi ngày, có những ngày đạt cái hạn đơn không bán được thêm được nữa. Và câu hỏi đặt ra thì mỗi ngày bạn này chạy quảng cáo bao nhiêu, có nhiều hay không á, thì cùng theo dõi tiếp với Đăng nha. Thực tế luôn nha, đây là cái tài khoản quảng cáo này đang chạy nha. Bây giờ đang phải chỉnh lại ngày là ngày 1 tháng 3 đi nha. 1 tháng 3 bấm áp dụng nè, để coi một ngày bạn này chạy bao nhiêu tiền. Ok, tổng chi phí bạn này chạy là 33 đô một ngày, trung bình tầm khoảng 700 đến 800 ngàn một ngày thôi, chứ nó không nhiều. Lượt mua hàng thì bạn này ra được tầm khoảng 44 đơn nè. Ok, doanh thu là tầm khoảng hơn gần 600 đô, tức là tầm khoảng 13 14 triệu gì đó. À, và drop mua hàng ở trung bình là 17. Đó, mọi người thấy không? Thì bạn này cũng chạy ít thôi, mỗi ngày chạy tầm khoảng 6 7 800 ngàn thôi, chứ nó không nhiều. Và câu hỏi đặt ra nè, bạn này chạy quảng cáo ra được tầm khoảng 4-50 đơn mỗi ngày thôi, nhưng mà tại sao tổng cái đơn hàng bạn này á mỗi ngày đều trên 100 đơn và doanh thu đôi khi là tầm khoảng 3-40 triệu mỗi ngày? Tại sao lại như vậy? Tại vì mình hình dung nè, mình chạy quảng cáo là không chỉ mình chạy quảng cáo cái video mình đang chạy thôi, mà nó còn kéo traffic vào trong cái kênh của mình nữa. Khi mình đang chạy quảng cáo là cái video kênh của mình đã được phân phối luôn, cho nên nó kéo traffic vào kênh của mình, là khi mình livestream sẽ có traffic vào nữa. Và khi đó mình sẽ chốt hàng thông qua livestream, hoặc là nó sẽ đề xuất cái shop của mình thông qua những cái nguồn traffic khác, tức là mình kéo traffic của mình từ cái traffic của quảng cáo, nó sẽ đẩy thêm traffic và tự nhiên trên kênh của mình thêm nữa. Cho nên mình sẽ chốt từ nhiều cái trang nguồn traffic khác. Cho nên đôi khi mọi người nghĩ là nó ra đơn từ quảng cáo từ khoảng 50% thôi, còn 50% khác nó sẽ đẩy kênh của mình, nó sẽ có tương tác nhiều hơn á. Cho nên là nhiều khi cái kênh của anh chị không có tương tác, tại vì mọi người không có đẩy quảng cáo vào. Mọi người biết là bất kỳ một cái nền tảng nào á, nó không cho mọi người ăn free mãi mãi đâu. Đôi khi mọi người phải bỏ tiền vào để mọi người mồi một tí traffic vào á, để khi đó mọi người sẽ chốt được nhiều đơn hàng hơn. Và đang có một nhóm Zalo là Home Shop chuyên chia sẻ và cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất về TikTok và TikTok Shop, và đang rất hay làm livestream và những cái Zoom chia sẻ trực tiếp cho người trong đây á. Anh chị nào muốn vào á thì đang để cái đường link Zalo này ở comment đầu tiên của video luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào nha.